Lê Âu Ngân Anh khoe con trai tròn 5 tháng tuổi. Nhân ngày của mẹ, Hoa hậu Ngân Anh khoe ảnh quý tử Tino tròn 5 tháng tuổi, được nhiều người khen kháu khỉnh, đáng yêu. Ngân Anh cho biết sáng thứ Bảy, đúng ngày của mẹ 12 năm, bé Tino gây bất ngờ cho cô với biểu cảm siêu đáng yêu lúc ngủ dậy. Con cứ lật qua lật lại rồi lấy tay khều để được mẹ ôm ấp trong lòng. Thế là dù tôi muốn ngủ thêm chút nhưng thấy ánh mắt con long lanh và nụ cười toe toét của bé, tôi như tan chảy, không thấy mệt mỏi hay buồn ngủ gì nữa. Chắc con biết hôm nay ngày của mẹ nên nịnh đấy, Ngân Anh kể. Hoa hậu Đại Dương 2017 thấy thú vị khi con trai cưng tròn 5 tháng tuổi vào ngày đặc biệt. Tôn vinh các bà mẹ trên thế giới. Hạnh phúc với tôi bây giờ là con trai luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, cười tươi suốt ngày thế này, Ngân Anh nói. Bé Tino mặc áo mang tên mình, biểu cảm ngộ nghĩnh, vừa múc tay vừa nắm chân, được nhiều người khen kháu khỉnh, đáng yêu. Hoàng tử bé của Hoa hậu được nhận xét thừa hưởng khuôn miệng xinh, sống mũi cao, đôi mắt to tròn giống bố và gương mặt bầu bĩnh của mẹ. Ngân Anh nói con trai sẽ lớn rất nhanh nên vợ chồng cô thường xuyên chụp ảnh bé, lưu giữ từng khoảnh khắc chân thật, dễ thương nhất của con. Vợ chồng Ngân Anh đã tạo một album số, lưu giữ hành trình lớn lên của Tino. Theo Hoa hậu, chồng cô, MC Phan Tony, là ông bố đảm đang, nghiện con. Anh luôn dành phần bế bồng, chăm sóc, thay tã, cho con bú bình. Vì thế, bé Tino ngày càng cuốn ba. Ngân Anh nói từ lúc con trai ra đời, tình cảm của vợ chồng cô thêm mặn nồng. Nhờ ông xã tâm lý, đỡ đần nhiều việc nên người đẹp cảm thấy thoải mái, giữ được cân bằng, không bị stress sau sinh. MC Tony gọi con trai là món quà tinh thần vô giá, khiến anh không còn màng đến trò game PS5 yêu thích, từng giúp anh khuây khỏa đầu óc sau giờ làm việc. Hạnh phúc, niềm vui của tôi hiện tại là đây, chồng Ngân Anh cho hay. Hoa hậu thổ lộ cô từng nghĩ cuộc sống sẽ mất đi tự do khi có con nhưng hiện tại lại cảm thấy cực kỳ may mắn vì được làm mẹ của một em bé đáng yêu như Tino. Bận rộn với vai trò bố mẹ bỉm sữa nhưng thỉnh thoảng vợ chồng Ngân Anh cùng tranh thủ trốn con, gửi bé cho người thân chăm sóc để hẹn hò, đi chơi riêng, hâm nóng tình cảm, giữ hôn nhân luôn ngọt ngào, tươi mới. Lê Âu Ngân Anh sinh năm 1995, quê Tiền Giang. Cô đăng quang Hoa hậu Đại Dương 2017, là Á hậu 4 Hoa hậu Liên Lục Địa 2018. Người đẹp tốt nghiệp thạc sĩ loại ưu ngành quản trị sự kiện quốc tế tại Đại học Stanford, Anh. Cô hiện là giám đốc chương trình quản trị sự kiện, kinh tế thể thao tại Đại học Hoa Sen, thỉnh thoảng làm MC truyền hình. Bên cạnh đó, cô làm quản lý dự án cho một công ty tư vấn tài chính và đầu tư đa ngành. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.